kia bay lại, tưởng đâu bà kéo lên hay gì không. Bà nói, ê chị ba đừng có nói đi núi mà nói thiệt, nó tuột dốc chị à. Vỗ tay vỗ đi. Dạ. Ở này đi núi bà xuống ta nói dốc. Dạ thì hiện tại con Duyên Cầm cùng với Huynh Dũng với Huynh Dưỡng đang đi núi. Dạ hôm nay thì Huynh Dũng dắt đoàn thì kính mời Huynh Dũng nói chuyện vài tiếng ha. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay bốn huynh đệ trợ duyên và dẫn phái đoàn Cà Mau, đệ Dũng, bé Dưỡng, Dương Cầm và cùng đệ Hiếu cùng chung để dẫn phái đoàn Cà Mau cho bà con đi cúng lại ở trên núi Thiên Cẩm Sơn. Yeah. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 âm lịch. Yeah. Cả đoàn chúng tôi đang bắt đầu tiến thẳng lên núi. Ủa mà nói là bé Dưỡng sao mà bé đâu không thấy. Dạ. Quá lớn. Cái biệt hiệu vậy đó. Kêu bé mà càng ngày càng phì vậy đó. Làm như uống trúng lộn thuốc mà thuốc phì lúa đó. Bé bồ chứa lúa đó. Dạ. Rồi mà bé Dưỡng quay bé Dưỡng cái này. Đó chào mọi người. Dạ. Nay phải đoàn bé thứ hai mà. Ngày 16 tháng Giêng tháng 10 đó quý vị. Dạ. Đoàn đi diễn núi Thiên Cẩm Sơn. Để mà trợ đoàn ở Cà Mau quý vị. Mời mọi người vô coi ủng hộ Duyên Cầm nha quý vị. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Nhớ ủng hộ nha mọi người ơi. Tới điểm nghỉ ngơi, cái bắt đầu mình tổ chức chương trình chia sẻ, đọc giảng. Rồi mình sẽ kể nhiều câu chuyện cho tặng bà con mình. Coi như chuyến qua một cái món quà trong chuyến đi núi 50 đặc biệt. Dạ, rồi mời quý vị cùng theo dõi video ha. Vừa đi vừa nói mệt quá. Sợ nó hoài lát đưa đi nữa. Chắc bé Dưỡng hết hai mà. Bé và chú chà bá. Bé gì chà bá. Mày bé bé voi với chứ bé gì Dưỡng gì. Làm như đẻ trong cái chỗ ổ voi. Dạ, xin chào quý vị nha. Dạ. Hiện tại thì Duyên Cầm đang cùng phái đoàn Cà Mau đang đi núi nha quý vị. Dạ. Con mình đang đi tới điểm nghỉ đầu tiên ha. Đây là Huynh Dũng nha. Chào Huynh Dũng. Dạ, xin chào mô Phật. Con đây cho bà con ngồi nghỉ thở, không quên nghỉ mệt. Dạ. Ổn nghỉ. Sáng giờ chưa? Bà con mình đang ăn cơm, uống nước. Chào mấy cô nghe. Dạ. À, dạ thì hiện tại phái đoàn cùng đang đi đến chỗ suối Thanh Long nha quý vị. Bà con mình đang rửa mặt cho tắm. Yeah.
đang ở tại suối Thanh Long nha quý vị. Đây có mấy phụ huynh, đây là bé Dũng đang tắm. Bà con ơi, chú tắm đi. Đang ở đây là tắm ở suối Thanh Long nha quý vị. Để làm hết luôn. Bà con mình có chú mình đang tắm. Nếu có đi nước tắm qua suối Thanh Long thì tắm một cái cho nó rất là khỏe, rất là mát luôn quý vị. Bé Dưỡng rồi, bé Dưỡng có tắm không? Thanh Long. Có một bà cô đang tắm rất là mát nha quý vị. Ồ, bà cô tắm mát quá luôn. Không con khỏe mát không, mát không quá mát giờ khỏe luôn. Mời quý vị mình lại gần lại một chút, đằng này cũng có ghế ha. Dạ, mời bà con mình giữ im lặng giùm luôn. Đây ghế đây bà con mình. Đặng mình biết rồi mình đi giếng từ điểm nào đến điểm nào luôn.
đưa cái ghế đó ra ngoài cho anh ta. Rồi mời quý vị mình vô ngồi. Sát vô, mình ngoài này nè, vô. Mình là bước vô trong. Thôi để được rồi, được rồi. Để cho nó thấy, ừ, ta để. Ngồi đi, ngồi bên kia ngồi. Dạ, ngồi đây cho dễ thấy. Rồi để ngồi xuống để không thấy để. Con đi chỗ khác đi, nhỏ rồi lại đi chỗ khác, sao con đứng đó? Con đi chỗ khác đi. Còn ghế nè cô, bước con qua đây nè. Đây nè, sao con đứng đây kia? Chị bước qua ghế nè, có ghế nè. Đây nè cô, đây nè cô ghế. Rồi chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chị chủ quán, sau kính thưa cả đoàn chúng ta trong chuyến tham quan hành hương núi Cấm, cũng như trưởng đoàn của các chư quý vị mình cùng chúng tôi hôm nay, đó là huynh Tàu, rồi sáu gì? Sáu chiếc. Cái gì? Sáu khía. Sáu khía, cái tên vợ dùng dưới khó kêu muốn chết. Sáu khía. À, thưa toàn thể chú quý vị, cộng tác cùng chung với nhau nhiều tỉnh trở thành chục người để đi tham quan giếng núi. Hôm nay được có duyên lành chú Ba Hùng để điện, để Dũng, để dẫn dắt bà con mình đi giếng núi. Không phải bà con mình dùng dưới không biết, không đi không được. Bà con mình bỏ ra vài trăm ngàn là tự đi, bay lên xe đưa cái ép cái lên tới trên núi. Nhưng bà con mình đi vậy thì không hiểu được gì. Trong chuyến đi là mục đích đi làm cái gì ở trên núi này? Một chuyến đi này để ích lợi gì cho gia đạo? Quý vị mình biết không, chuyến rồi để Dũng hỏi chứ bà con mình đi giếng núi đi kiếm ai? Bà nói đi kiếm ông cứu nội tao. Nó ông cứu nội ở nhà chứ mắc mớ đâu trên núi bà kiếm. Bà kia bà giờ ta mới nói tôi đi tìm Phật. Tôi nói Phật ở nhà bà có hai vị ông Phật sống ở nhà, sao bà không kiếm? Bà kiếm đâu trên non núi. Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm trên non núi. Mà cả đoàn Cà Mau, Kiên Giang chúng ta đi chuyến đi núi này không phải giống như những cái ý mà đã nói trên. Tức là chúng ta đi đến từ cái điểm giếng, từ cái nơi cúng lại, từ cái nơi cúng các vị Phật, các đấng thiêng liêng trên đây, để tạo cái duyên lành cùng với các vị ấy, tạo nhiều cái phước báo đem về cho gia đạo chúng ta. Trước khi để Dũng đi vào chương trình chia sẻ gặp gỡ bà con mình, cũng như là thông báo từ cái chuyến đi, điểm giếng, sinh hoạt như thế nào và từ chỗ ăn ở chỗ nào, thì xin trân trọng giới thiệu bé Dưỡng đến nơi đây đọc lại một đoạn giảng cho bà con mình ấm áp trong chuyến đi này. Xin trân trọng kính mời, mời cho một tràng pháo tay. À, dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, trước kính thưa quý cô bác cùng anh chị em trong đoàn Cà Mau và Kiên Giang, thì hôm nay cũng hợp tác với đoàn của mấy anh mấy chị, cô chú Ba Hùng cũng có kêu gọi em cháu đến để mà ủng hộ cho đoàn mình trong đoạn đường đi để tham quan núi Thiên Cấm Sơn. Thì trên đoạn đường đi thì có đệ Dũng sẽ hướng dẫn quý vị mình các điểm giếng, còn đạo Dưỡng thì đi theo ủng hộ để mà đọc lại những đoạn sấm thi của Đức Thầy cho quý vị mình cùng nghe. Thì để bước vào chương trình để giới thiệu cho đệ Dũng hướng dẫn bà con mình, rồi để kể những cái đoạn đường đi trong chuyến Thiên Cấm Sơn này, thì em cháu cũng xin đọc lại một bài sấm thi của Đức Thầy là nghĩ những ngày qua cho quý vị mình cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng tư là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển. Gặp hồi truy lạc đạo càng xa, mộng hồn
trong bóng dần dơ bay. Sương tỏ trắng trong chói rạng đài, bóng xế ta ta về núi ngủ. Trong chừng ông tao về tuồng hay, ông hỡi khách chờ khách sẽ xem cành cổ ôi thôi qua cổ mềm, dùng dây đã nâng cơn sấm chớp, vinh hoa phú quý chẳng mơ thèm. Phúc chốc vui mừng cuộc chi, cùng nhau hiếp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm đậm, có lẽ chân nhân lúc thành thì xúc động tâm hoài gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thuyền đến bên đưa người thế. Chờ đắm hồng trần nẻo lời danh, Nam Mô A Di Đà Phật. À, dạ đây liên tục chương trình cũng đại dưỡng cũng xin giới thiệu đại Dũng sẽ hướng dẫn cho bà con mình những cái đoạn đường đi từ ở dưới chân núi, đây là cửa núi quý vị, rồi sẽ chuyến dài dài lên rồi tới điểm nhà trọ của chú Hai Mài. Thì để giới thiệu đại Dũng thì quý vị ủng hộ cho đại Dũng tràn pháo tay đi quý vị. Dạ rồi, cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các đấng thiêng liêng, thần linh sở tại của ngay cửa núi Thiên Cẩm Sơn, sau kính thưa bà con trong đoàn kính mến, được coi đây là một cái duyên lành, nhất ẩm nhất chát gia do tiền định, miếng ăn hớp nước cũng đều do nhân duyên đã định trước. Chứ buổi đầu tiên ai cũng ngỡ ngàng, nhưng biết được thì muôn vàng mến thương, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ lay quay rồi già. Cho nên cả đoàn chúng ta được tham quan giếng núi Thiên Cẩm Sơn. Tại sao gọi là Thiên Cẩm Sơn? Ngày hôm nay sao mọi người không kêu cái từ đó mà gọi núi Ông Cấm, núi Ông Cấm. Ở đây núi Thiên Cẩm Sơn, núi Ông Cấm có hai nghĩa như sau. Mời chú quý vị mình theo dõi để sau khi mình về quê, mình về nhà mình kể lại cho người thân hoặc con cháu của mình chưa được từng đi, chưa được hiểu, mình kể lại má đi, chị đi hoặc bà đi đó, hoặc ba mẹ đi núi đó, sau đó về kể lại thỏa thẻ cho con mình nó hiểu được đạo đức, nó hiểu được núi Thiên Cẩm Sơn là gì. Mời quý vị mình theo dõi lịch sử như sau. Cách đây vào thời kỳ xa xưa, vào thời kỳ Cu Lĩ Cu Le, không nhớ năm nào. Ta không nhớ thiệt á. Và đất nước Việt Nam chúng ta, trong rừng không thể hai cọp, trong nước không thể hai vua. Nhưng lúc này
trong đất nước Việt Nam xuất hiện hai vua, vua cha truyền con nối, đó là ông Nguyễn Phúc Ánh, tức là vua Gia Long. Vua thứ hai, con cháu dòng tộc Hồ Quý Ly, cải họ lấy họ mẹ thành họ Nguyễn, đó là bác Bình Dương Nguyễn Huệ. Ông này có ba anh em, một là Nguyễn Nhạc, hai là Nguyễn Huệ, ba là Nguyễn Lữ. Ba anh em ông này binh rồng tướng mạnh mà giỏi tài đức nhất là chỉ có bác Bình Dương Nguyễn Huệ mà thôi. Sau đất nước Việt Nam lúc này xuất hiện hai vị vua cùng lúc, trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua. Vua đầu tiên mà được có cái tên gọi là Việt Nam là do ông Nguyễn Phúc Ánh, vua Gia Long đặt. Lúc mà thời còn giặc giã chiến tranh, chống giặc ngoài, chống giặc trong, lúc này bác Bình Dương Nguyễn Huệ binh rồng tướng mạnh, ông Nguyễn Phúc Ánh binh ít thế cô, cho nên nó mới bị ông Nguyễn Huệ dẫn một đại binh, ba anh em ông này bao vây đánh và sẽ nhổ cỏ tận gốc, thì bác Bình Dương Nguyễn Huệ chính thức được lên làm vua của đất nước Việt Nam này. Và ông được có được làm vua 4 năm, bác Bình Dương Nguyễn Huệ làm vua được 4 năm sau đau bệnh già mà băng hà. Cho nên trong lúc này đó, ông rước ông Nguyễn Phúc Ánh lên núi Ông Cấm này. Lên núi này chưa có tên tuổi và chưa có tên tuổi, rồi chú ngủ ở tại cái vồ đá lớn và to. Một lát nữa chúng tôi sẽ dẫn quý vị mình tới nơi đó. Sao vua Nguyễn Phúc Ánh được đặt chân, được ở tại cái vồ đá đó mới gọi là nền vua Gia Long. Sau nơi đó được bác Bình Dương, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc bao vây vùng núi này, cấm không một ai được quyền tiếp ứng lương thảo và phá vòng dây, nếu biết được là đem ra xử trảm người đó. Cho nên núi Ông Cấm được có cái tên từ đó cho đến ngày hôm nay. Thường gọi là núi Ông Cấm là do nguyên nhân đó. Còn thêm được lịch sử thứ hai, năm 1850, Đức Phật Thầy Tây An dân du giáo đạo về vùng Thất Sơn Bảy Núi, thấy đất nước Việt Nam chúng ta linh hiển là một vùng linh địa, trên là có Thất Sơn, dưới là có con sông chín rồng gọi là Cửu Long Giang, địa linh sinh nhân kiệt, vua chúa anh hùng sẽ ra đời. Phật Thầy đặt núi này gọi là núi Thiên Cẩm Sơn, vì từ lúc mà bắt đầu 4 giờ đến 6 giờ mây tụ tư bề của trên đỉnh núi Điện Bồ Hông. Bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ thì mặt trời sẽ xuất hiện, dần thái dương xuất hiện, gọi ánh cái thái dương vào, tức là ánh sáng của mặt trời, chất nóng gọi vào, chất mây là chất âm, chất lạnh của chất rừng núi, mà chất nóng của mặt trời là chất dương, chất nóng, hai cái này nó chạm vô, nó gọi vào thì bắt đầu nó tủa ra, giống như là chất hào quang, giống như bức gấm thư thiêu, nó tủa xuống rất là đẹp tuyệt vời. Phật Thầy Tây An mới đặt núi này gọi là núi Thiên Cẩm Sơn, tức là núi gấm trời, tức là núi tốt đẹp. Còn có nghĩa của bên trong núi này, nay Đức Thầy cho chúng ta biết rằng lầu đài núi Cấm Lộ nay mai, đất nước Việt Nam chúng ta có Thất Sơn, có con sông chín rồng, đây là vùng địa linh, đó là vùng địa nguyệt của đất nước Việt Nam chúng ta. Tàu nó đón biết trước, nó vô trong đây nó yếm đất nước Việt Nam mình ở tại núi nước, 4 cây yếm ở tại núi nước Đức Bổn Sư. Mà cái lễ Đức Bổn Sư vừa rồi là ngày 12, 13 tháng 10 vừa rồi, ông dẫn chư môn đệ tử hơn 40 người quạ bùa vào cái yếm, đeo trước ngực, đào 4 cây yếm này lặt gọng lên để nhổ cây yếm lên. Phật Thầy Tây An nói cấm 5 ông thẻ không lẽ thua tàu. Tàu là dân thường bình thường thôi, bất quá là pha địa lý giỏi, pha học giỏi thôi, chứ làm sao qua được bàn tay của ông Phật được. Đức Phật nhìn xa hiểu rộng hết tất cả ở vùng như thế nào. Cho nên đó Đức Bổn Sư lợi tháo yếm. Ngày hôm nay cả đoàn chúng ta được về núi Ông Cấm Thiên Cẩm Sơn. Điểm đầu tiên là chúng ta sẽ đến cửa núi, bất cứ đoàn nào, bất cứ vị nào đi ngang cái núi này, bước chân vào cửa núi phải trình lễ các đấng thiêng liêng cũng như các vị chư thần ở vùng núi này. Mình đến mình trình lễ, đi đâu cũng vậy thôi.
mình cũng phải trình lễ. Mình đến nhà ai thì mình cũng phải chào chú bác cậu mợ gì, con mới tới, có thể cho con nhờ lại một đêm. Thì chủ nhà ta đồng ý, ta chịu thì mình ngủ rất là ngon giấc, còn không mình sẽ lang thang ngoài đường rất là khổ hơn. Còn mình đến được, đặt chân đến này, núi Ông Cấm này, thì chúng ta đến cửa núi, cả đoàn mình một lát, mình cúng tập thể, mình trình các đấng thiêng liêng, tối về tới chỗ ngủ, niệm Phật thầm trong tâm, cho con xin ngủ lại đây một đêm hoặc hai đêm gì đó tùy theo đoàn của mình. Rồi sáng mai chúng con sẽ về, đến nơi đây chúng con chỉ đến cầu phúc báo, được kết duyên lành các đấng thiêng liêng và Phật trời thôi. Cho gia đạo được bình an, cho con cháu trong nhà có nhiều sức khỏe, có nhiều vật chất kinh tế để về lo cho xã hội, cho gia đình và cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nam Kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung, dân giàu nước mạnh, mà con người chúng ta trụ cột trong gia đình, ông cha bà mẹ không giàu thì con sẽ khổ, cha mẹ giàu thì con thông thả, cha mẹ nghèo thì con lót lá mà nằm, cha mẹ giàu con không đến đổi, còn cha mẹ nghèo rồi quý vị mình thử nghĩ coi, thấy con người ta ăn bên thì con mình đứng nhìn miệng đây nè, làm cha làm mẹ sao đành. Nhiều khi lụm của rơi của người ta, nhiều khi xin ăn, mình thấy nhiêu đó thôi là quý vị mình ai là người từng làm cha làm mẹ, ai là từng làm ông làm bà, ai đã từng có mặt trên trần gian này, ráng phải biết bổn phận của mình, phải làm gì trong cái kiếp sống, và cần tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Đức Thầy thì sẽ được Đức Thầy ủng hộ. Các ngài có nhiều cái bổn nguyện rất lớn lao, chúng ta đi non núi, mục đích lại các đấng thiêng liêng, mục đích lại Đức Phật, để cho tâm hồn chúng ta tốt đẹp, hưởng được nhiều cái phước báo hồng ân của Đức Phật ban chùm cho gia đạo, cho gia đình chúng ta. Từ đó về sau, gia đạo của mình sẽ được bình an và tốt đẹp nhiều hơn. Còn nếu không mà mình đi non núi, nó uổng một chuyến đi. Đi như vậy đó, nhưng ít nhất người tốn cũng 500-600 ngàn. Rồi khi mà mình đi đó, rồi mình bỏ công ăn việc làm ở nhà 2 ngày nữa, đi về đâu phải là về làm liền nổi, cũng không thể nào làm nổi, phải ít nhất phải mất 3 ngày. Mà 3 ngày tôi cho trung bình ít nhất cũng phải từ 500-600 ngàn nữa, là trong chuyến đi là mình mất đâu cả triệu bạc. Còn người kinh tế, người có vật chất thì mình á, là được là mắc nhiều hơn. Tại đi đây không ai điện thoại được, rồi mắc đi cái kèo làm ăn làm sao. Nhưng mà mình đi đây, cái phước báo ở nhà mắc một kèo, hai kèo, nhưng đi đây về Phật trời độ, về có 15 kèo. Tin không? Cho chàng pháo tay. Giống như bà đó, giống như bà đó, bà đi, bà đạp ở trên cái vỏ chuối á, bà đi bà đạp trên vỏ chuối, bà chọn cái en chút xíu rồi 4 giò đưa lên trời rồi. Cái bà nói hú hồn mà, nhờ mụ bà đỡ. Tôi đứng kế bên, vỗ vai bà hai, mụ bà nào, mụ bà mà ở đây đó, bà chợt theo bà luôn. Cái phước báo của bà nó còn chở che, chứ mụ bà nào mà đỡ. Mụ bà cũng chết thôi. Mụ bà là quý vị mình biết bà nào không? Đố quý vị mình biết đó, mụ bà là ai? Bà mẹ mà, cái bà mà đỡ mẹ mình sanh mình ra là mụ bà. Bộ hết trơn đây, không ai là mụ dưỡng chứ hả? Hồi xưa mấy đàn bà ở quê mình toàn là mụ dưỡng không à. Bệnh viện nhà thương ở đâu mà có mà kịp là mụ dưỡng. Ai mà có tiền khả năng mới đưa đi, còn không là sanh đẻ nhà không à. Rước bà mụ dưỡng đỡ đẻ là rồi đó. Hồi xưa người ta dặn cái ép cái ga đứa con người ta nuôi rồi bình thường, quậy miếng bột năng bột gì đó, hoặc là cho uống nước cơm là rồi. Còn bây giờ mà nuôi đứa con ha, nó lớn tới đâu là tiền theo tới đó. Bây giờ tất cả mọi thứ sanh ra là mắc chích thuốc ngừa rồi, cái gì đủ thứ, phải cho uống sữa hoài, sữa mẹ uống trúng độc. Vì hàng ngày bà mẹ ăn độc địa không đó, giờ uống sữa của mẹ thì phải trúng độc. Có sanh ra mà rành dữ. Dùng bó không nghiên cứu. Hỏi mấy cô mọi người, cô em đu hết trơn, biết nữa. Dạ, cho nên đó
mà mình đi đây á, bây giờ mình coi chiếc ở nhà của mình còn cái nghiệp gì. Đây con dặn bà con mình, ai đi đâu hí ha hí hưởng chuyện người ta, hồn ai nấy giữ, ráng niệm Phật, tới chỗ nào bà vô cúng giùm cho tôi, đi tới đâu cầu nguyện giùm cho tôi. Còn ai người ta, ta làm gì chuyện người ta, mục đích là mình lo gia đạo của mình. Tối ngày lo 3, 7, 21 xui gia tối ngày. Bà nội chỉ gọi đi chợt cái lụm anh xui à. Hỏi nãy chợt mà lụm anh xui à. Bà tào lao ác không? Ở ngộ sức rồi, cho chàng phó tan. À, ngộ sức rồi. Chợt người ta mua Phật đi ha, Phật độ đi không? Cho nên bà con mình thấy đó, bây giờ mục đích là mình đi, mình cầu nguyện, mình cúng cho gia đạo, cho ông bà, cha mẹ, con cháu, người thân của mình, làng xóm của mình, xã hội của mình, đất nước của mình, thế giới của mình. Tại ai cũng là người con trong bầu trời này. Rồi mình cúng, bây giờ mình kiểm lại coi gia đạo của mình có cơm lành canh ngọt không. Phận nữ nhi đó, người ta gọi là cái gì? Phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Chúng cái bến trong đó nghe là có phước dữ lắm. Đi làm gì về mệt hay gì đó, ông chồng cho ly cà phê sữa, cho ly hột é nó mát, cho ly xì tin rồi uống vô hai con bồ củng nó mạnh lên. Được chồng lo lắng đủ thứ từ ngoài đồng vô tới trong nhà, giặt đồ giặt đạc lau nhà tiếp, là cái người nữ đó có phước. Còn nếu không phụ nữ mà kém phước mà chúng bến đục rồi tàn canh mây lạnh. Ờ. Chúng cái ông mà canh mà không ăn để cho lạnh luôn. Đây nè. Quý vị mình đây có tàn canh mây lạnh chưa? Có. Ôi, chồng có tay đấy. Dạ. Chúng ông chồng mà ha, mình có phước thì không nói chi đi. Chưa có phước rồi chúng chồng đẹp, chồng men lì sáu muối. Còn đó không ha, kém phước rồi chúng mấy cái ông mà sức gọng, gãy giò, gãy tay gì. Mấy ông xấu hấy tùm lum chứ. Ờ, gặp mấy chả vậy rồi thôi đâu. Mà còn ha, sáng say chiều xỉn, một giò bước tới, hai, ba giò bước lui. Đi nhậu về nó gặp không thấy, gặp bước tới. Giờ mà không thấy, con quỷ ở đâu rồi. Vợ mới kêu con quỷ không mà. Con quỷ ở đâu rồi, giờ mà không thấy con quỷ. Cái thằng nhỏ chạy ra nói mẹ đi hàng sớm chưa về, thì cũng là con quỷ con nữa nè, chữ nhỏ là con quỷ luôn đó. Rồi mình thấy không, về rồi chịch rồi phải còn hành hạ hành hung. À, chồng quánh vợ kêu là gì? Vũ phu. Vợ mà quánh chồng kêu là gì? Có hết trơn á. Ông vũ nữ, ông hay quá, vũ nữ. Không có cố, đừng có ăn gian vậy mấy bà, khôn quá à. Chồng quýnh vợ kêu là vũ phu, mà vợ quýnh chồng kêu là sư tử Hà Đông. Còn người ta cái từ mà vũ nữ là người ta đi làm nghề ca hát, đi nhảy đầm. Ở đâu mà bà nói vũ nữ, hay quá. Cho nên cả đoàn chúng ta, bây giờ mình coi, còn bên nam đó, mà có phước đó là chúng bà vợ kim chỉ đá lửa, là mấy ông phẻ gu, mấy ông phẻ không có lo gì nhiều, mằng tới mằng được nhiêu về quăng vô nhà bà vợ lại cái kho giữ tiền, bà chi tiêu nha sáng lạc nhiêu. Ngày mình mằng vô mình thu được có 300 ngàn hà, mình chi đó ít nhất gì á cũng 200 thôi, hoặc chi 100 thôi nó còn dư được 100, hoặc là 150 thì dư được 50. Còn này ha, ông mặn về có 300 mà nó tới 120 đăng. Nó sẽ hụt. Ông chồng tượng trưng cho cái đăng là những cái cây hôm, cái cây lợp nó đưa xuống nè, nó gian cá bắt vô nè. Bà vợ là cái đó là cái lợp, cái đăng, cái lợp, cái hôm ở sau đó gian vô nó bắt nè. Còn cái đó, đăng đó gì cũng gãy hết trơn nè, trống lỏng nè, nó vô đây ra nè, mà có gian vô được con hay con nó cũng ra ngoài sau. Bà phụ nữ mà thưa thớt đó là chết. Ông chồng ha là thuộc về cái lưng móc thích, cái đầu chôm bơm như trái bắp nù luôn, cho hay. Chúng bà vợ mà thưa thớt ha là gồi luôn, khổ đàn ông luôn. Đi dưới đất hả, đứt nhượng, đứt xương sống hả, chúng đàn bà ăn hàng cũng tàn mà.
Dạ. Nhờ vậy đó mà gia đình khỏe. Còn nếu mà chúng phụ nữ mà thưa thớt rồi là đàn ông khổ sở cả đời. Khổ cả đời. Còn bà vợ kỹ lưỡng đành vàng, ông chồng tiền áo gạo đông, nhưng gia đình bước ra đường, ông chồng sẽ không thua ai. Giống như hoàng tử giáng thế xuất hiện trên trần gian này. Bà vợ ha, bà tuốt ông chồng ha, đẹp như thái tử. Còn kiểu đó ha, bà vợ thưa thớt rồi đó ha, ông chồng tèm hem thuốc tuốt luốc, không có ông chồng nhìn không có ra lúc hồi trước đây nữa. Nó khổ đến đổi như vậy. Mà bây giờ mình coi lại coi, à, cái gì rau tôm nấu với đọt bầu, chồng chan vợ húp, gạt à, gà à, cái gì rau tôm nấu với đọt bầu, chồng chan vợ húp, gạt đầu khen ngon. Mà bây giờ mình coi nhà mình có được vậy chưa? Ông chồng ông chan ông húp, hay là bà vợ chan bà vợ bó húp, hay hoặc là chồng chan vợ húp. Mình coi coi bây giờ chiếc ghe chài của mình, nhà mình có chiếc ghe chài 100 tấn đang bị mắc cạn. Mà mình coi nó mắc cạn cái điểm nào. Đi chuyến núi này, nghe lời Đệ Dũng, lấy tên họ. Bà vợ mà chưa được ổn định, bà còn tưởng tưởng tưng, lấy tên tuổi bà ra cầu nguyện cho tôi. Ông chồng ban 7-21, ổng còn sáng say chiều xỉn, đá gà cũng vô, casino cũng ghé đó. Lấy tên tuổi ổng cầu nguyện giùm cho tôi. Cầu nguyện không lật lìa lật lộ tôi chịu thua á. Tức là cái nghiệp của mình đó, chứ không phải cầu cho ổng chết. Cầu cho bà chết không phải gì. Tức là cái nghiệp đó nó không còn mạnh nữa, nó không còn phát triển nữa. Nó yếu xịu gì à, từ từ nó lụng luôn. Là nó mất đi cái nghiệp đó, nó không còn. Trở lại một người bình thường trong xã hội. Trở lại một người tốt đẹp trong gia đình của mình, trong gia đạo của mình. Còn biết con mình đó, nó lục lăng củ chuối đó. Nó sơn đầu vàng, đầu đỏ. Nó cái gì nè, nó chấm tay, nó kêu là gì nè. Nó xăm mình, xăm mẩy đó. Mình lấy tên tuổi của nó ra, mình cầu nguyện con mình nó chưa có hiếu thảo đó. Rồi công danh sự nghiệp của mình nó giống như là mặt biển đồ đó, nó nhấp nhô, nó chưa được bình, nó chưa được bằng phẳng. Mình ráng cúng lại cầu nguyện, nhờ chuyến đi núi này, các đấng thiêng liêng như Đức Phật, Đức Thầy, như các vị thần linh trên núi, độ cho gia đạo của con được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm. Cho con nó biết hiếu thảo chồng con, vợ con biết quay đầu, biết lo làm ăn, xây dựng một mái ấm gia đình thật sự và được phát triển kinh tế. Con sẽ đi đây đó, con làm việc thiện, con sẽ giúp đỡ mọi người trên xã hội này, và con biết tu tâm dưỡng tính. Thì chư Phật, Đức Phật, Đức Thầy, các đấng thiêng liêng sẽ độ mình. Quý vị mình tin tưởng điều đó không? Tin cho một tràng pháo tay. Mấy cái điểm đó là mấy điểm quan trọng mà chúng ta đi chuyến đi này, mà cả đoàn chúng ta mình nhờ được có sức mạnh, có được đi chung đậu như thế này, là quý vị mình biết do nhờ cái gì không? Xin kể câu chuyện bên thầy cho bà con mình nghe. Vào mùa đông lạnh giá, có nguyên một đàn vịt nó đang đi cùng chúng nhau. Mùa đông mà có con nó cảm gió đó, nó mắc vịt mắc ôm đó, cái nó lật ngang. Cái Đức Thầy mới bắt con vịt nó lên để trên lòng bàn tay nè. Đức Thầy xoa đầu nó dài cái, thả nó trong đoàn. Rồi xong nó đi được, nó đi trong đoàn được. Thầy mới hỏi cho tôi đố các quý vị, đố các ông bà, con vịt đó tại sao nó đi được? Ám nó tại nhờ thầy dùng thần thông diệu dụng mà con vịt đó mới đi nổi. Thầy nó không phải, nhờ trong đoàn của nó chen lắng với nhau mà đi nổi. Nó sức mạnh, nó sức mạnh trong đoàn á. Còn đoàn chúng ta ngày hôm nay được đi đủ tinh thần dũng mãnh đi thế này là do cả đoàn đoàn kết đi tập thể cùng chung. Khi nào dừng cái mình dừng lại, còn khi nào chúng ta đi cái mình cùng nhau mình đi. Cái người mạnh đó, cái người trẻ đó dòm ngó tiếp những người lớn tuổi trong đoàn của mình. Quý vị mình biết người Việt Nam chúng ta là tay bắt mực mừng, da vàng máu đỏ, lo lắng cùng chung. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đó là người, cái tâm hồn của người Việt Nam chúng ta. Không phải thấy người ta già yếu rồi cái mình kệ bà, tại bà già bà chịu đi. Thở nay già chịu đi rồi tới mình già đi rồi mình chịu nha. Thấy đi không nổi kéo, là cái đó cái phước tăng phước. Thấy ai lạnh kiếm cái mền thảy cho người ta, tại nhà trọ thiếu gì mền. Mà bà kiếm không được, bà già bà kiếm đâu có lợi người ta.
bị người ta kiếm hết rồi. Thì bắt đầu có thể mình chia sớt cái mền mình đưa ta, hoặc mình đi hỏi công chủ trại hay hoặc chủ nhà trọ đó, chú ơi cho con mượn cái mền, bà già không có mền đắp. Thì cái người đó sẽ đem lại phước báo cho gia đình, và chiếc ghe chài của người đó sẽ đẩy rất là nhẹ, dù mắc cạn bao cao bao lâu mà sẽ làm được nhiều cái phước báo. Thấy ta đi không nổi, kéo tiếp ở đằng sau đẩy xô bả. À, quên, đừng nói xô, đẩy bả, xô bả té chết. Dạ, đẩy bả tới đặng cho bả báo có sức mạnh á, mình dìu bả, mình dìu bả đặng cho đi, chứ để thôi mình trẻ mình đi trước hết rồi già bỏ rồi sao. Cho nên tôi sắp xếp hai ông trẻ đằng sau trong đoàn của mình sẽ đi sau cùng, bọc hậu, bọc đuôi đằng sau vét tới, ai đi không nổi kéo, ai không nổi nữa la làng lên ăn ta kéo người ta kiếp. Còn bà kia phải không, bà đi không nổi, bà mệt quá, bà thở mệt, tại bà đau tim mà, bà hở hai tim hai lá rồi, bà mệt, bà thở quá thở. Cái trong lúc này bà thở quá thở, bà nói mệt quá mệt, bà kia bà bay lại, tưởng đâu bà kéo lên hay gì không. Bà nói, ê chị ba, đừng có nói, đi núi mà nói thiệt, nó tuột dốc chị à. Vỗ tay vỗ đi. Dạ. Ở đây đi núi bà suối ta nói dốc, mà chư thằng á là độ người mệt, mình mệt, mình khổ, mình nghèo, nhà mình có chiếc ghe chài mắc cạn, mình khai ra trước khi chỗ cúng. Không, mệt muốn chết mà nói khỏe rồi, khỏe rồi. Rồi ai kè, ai độ, khỏe hoài ai độ. Bà tự rồi bà đi bà khỏe mà. Cái đi lên dốc gần tới này nè, lát nữa lên dốc 4,000 nè. Cái bảo bà già 62 tuổi, tôi nếm tay bà. À, nói bà hai, bà sao rồi bà hai. Bà nói khỏe không đạo, khỏe không đạo, tôi buông ra, bà khỏe tôi buông ra. Tôi đi lên dốc 4,000 tôi ngồi ở trên. Bà đi tới đó rồi bà ngã ra. Tôi hỏi bà hai sao bà hai. Bà nói kè tôi không cứu nội. Khỏe hoài mà kêu kè. Cho nên trong chuyến đi này, cô bác cùng chúng tôi bắt đầu là điểm giếng đầu tiên là dồ là cửa núi trình lễ chư thần. Bắt đầu tiếp theo là điểm thứ hai là cả đoàn chúng ta sẽ đến nền vua Gia Long, và điểm thứ ba là chúng ta sẽ đến hang ông hổ ở dồ Thiên Tế. Xong rồi tiếp theo điểm thứ tư, cả đoàn chúng ta sẽ ghé thánh tượng Quan Thâm Bồ Tát. Xong rồi tới điểm thứ năm, đoàn chúng ta sẽ tiến thẳng đến dồ ông voi, ông bướm. Tiếp theo nữa, đoàn chúng ta sẽ điểm thứ sáu, thứ bảy là chùa Phật Lớn và tượng Phật Di Lặc. Xong đoàn chúng ta sẽ trở về nhà trọ chú Hai Mài. Kêu nhà trọ đi, vậy cho dễ. Chà, mình trở về nhà trọ chú Hai Mài, mình dừng chân ở tại đó, mình nghỉ một đêm. Rồi sáng mai chúng ta sẽ chia ta, sáng mai chúng ta đi viếng vài điểm nữa, rồi chúng ta sẽ chia tay về. Trong buổi chia sẻ, đem lại tình đời ý đạo một chút xíu nét về chân lý đạo, coi như món quà mà để Dũng tặng bà con, để có nhiều tinh thần để dũng mãnh để giếng non giếng núi lễ Phật. Chúc phúc cho cả đoàn chúng ta trong chuyến đi này được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và thành công theo lời nguyện của mình. Đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây mời bà con mình sẽ tiếp tục lễ cúng ạ. Thank you.
Chào Vinh Dũng nha. Giờ đây đoàn tiếp tục sẽ đến đền Vua Gia Long nha. Dạ. Giờ đoàn sẽ đi đến đền Gia Long nha. Chào Vinh Dũng nha. Rồi chào em. Dạ. Ăn đúng rồi, nhát lên nè. Đi từ từ thôi bà con ơi, xe chạy dữ lắm. Cùng quan thăm Bồ Tát ở nơi hang Bạch Hổ được trưng bày thánh tượng của ngài. Độ trì cho đoàn chúng con ban nguyện giái cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho thế giới cũng như đất nước Việt Nam mãi mãi không có chiến tranh, không còn bệnh dịch hoành hành, trả lại sự bình an cho nhân loại. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Độ trì cho gia đình Bụi Quyến được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm. Độ cho phái đoàn chúng con đi giếng núi lễ Phật, lễ các đấng thiêng liêng trên núi này. Độ cho chúng con bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, giải hết quả căn, dơi đi nghiệp lực, phát bồ đề tâm tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật, xá một xá tu hương thống nhất. Kính bốn xá tha cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mời đồng kính ba xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Mời hướng về cũng như các chư vị Sơn Thần cũng như Bạch Hổ đồng kính chung ba xá. Buổi cúng nguyện đã xong, giờ đây mời phái đoàn tiến thẳng lên trên trở lại, lên đường. Rồi.